Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Tâm Thức TV đây, còn mình đây là Bé Như nha. Chào mọi người. Thì ngày hôm nay là anh không có làm cái mẹo là để thử thách em nữa, nhưng mà ngày hôm nay anh sẽ hướng dẫn em là làm một cái mẹo là có rất là hữu ích cho mọi người. Mẹo gì? Mẹo gì để anh giới thiệu cho. Thì mọi người á, thường thường thấy nói mình làm những cái mẹo đó là không có hữu ích cho mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái mẹo làm để cho mọi người là thử xem có hữu ích không nha. Nếu có hữu ích thì nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh cho mình đi. Mọi người xem là cho mình một lượt đăng ký đi, mình cảm ơn trước nha. Thì ngày hôm nay á, là cái mẹo của anh á, là cái mẹo là lấy cái sim bị kẹt trong máy ra ngay tại nhà luôn, không cần phải đem ra tiệm, không cần phải buông máy. Đúng không? Kẹt là... vô trong luôn hả? Ừ, đúng rồi, nó kẹt vô trong tút trong máy luôn. Là có nghĩa là lỡ mai á, mà thí dụ mà cái máy mày xài cái sim bự mà gắn cái sim mà nhỏ xíu siêu vô nè thì nó kẹt, nó dính trong đây luôn. Thường em thấy khách đem ra là phải buông máy hết à? Đúng rồi, nhưng mà ngày hôm nay anh sẽ hướng dẫn một cái mẹo là không cần buông máy luôn. Đó, lỡ mà cái sim mình ta ba lớn đây mà nhét cái ba lớn đây vô nè thì nó bị kẹt dính trong đây rồi, đâu có lấy ra được, phải buông máy, mất bảo hành, mất gì hết. Nhưng ngày hôm nay anh sẽ có cái mẹo là không cần buông máy. Bây giờ anh sẽ ngồi đây nha, để anh đi chuẩn bị đồ nha. Ok anh. Kẹt sao anh ta? Đây có cái sim. Để mình chơi cho anh thích. Để kẹt vô trong này. Thử anh lấy ra được luôn nha. Đây, có độ nghề vào đây. Độ nghề anh rất là đơn giản thôi. Thì mọi người ơi, thì thí dụ mà cái sim á mình mà đây mọi người, đây là cái ổ sim nha. Mình hướng cho mọi người thấy nè. Như cái sim á mà nó kẹt vô cái ổ sim này, nó nằm như cái kiểu này đây. Ở đây nó nhìn như hình xương cá vậy. Mình dùng nhíp gấp ra thì cũng được, nó sẽ bị gãy mấy cái ổ sim này nè. Đem ra tiệm thay rất là tốn tiền nha. Rồi mình á, dùng cái cây tăm thì mình sọt vô nó thì nó cũng gãy thôi. Thường thường là mọi người thấy á, là người ta là bị dính vô, cái ta lấy tăm ta sọt qua sọt lại á, hư ổ sim luôn, tọt ra hư ổ sim. Thay ổ sim thì tốn tiền gấp 5 lần là đem ra tiệm cho nó buông máy ra nữa. Thì ngày hôm nay mọi người hình dung được không mọi người? Đây. Đây nè, nó xương cá không nè, đưa ra lại dính mấy cái này lại nè, rồi đấu ra được đâu. Ủa rồi cái sim đâu vậy? Cái sim trong máy á. Bữa nay anh dùng mẹo mày nhét cái sim vô luôn rồi. Trời. Để coi anh lấy ra được không, bữa nay em cho anh lên đó. Mọi người ơi, Nguyễn Như đút cái sim dính rút máy là cái này kẹt thiệt luôn nè, thôi kẹt bình thường đâu. Lấy ra được không? Chưa có, tao chưa có hướng dẫn gì hết trơn, dính trong đây rồi, không biết sao lấy thôi nè. Căng à. Thì anh dùng mẹo của anh đi. Đó chơi nè, bây giờ mình sẽ dùng một cái mẹo nha mọi người, để lấy được cái sim này ra. Nói chung là cũng cảm ơn em đã nhét cái sim vô rồi. Nhét vô giùm anh nữa. Nhét vô giùm, để chút xíu anh cũng nhét à. Mọi người suy nghĩ lấy bằng cách nào. Đầu tiên, bây giờ em sẽ cắt một cái miếng bìa sim nè. Thì đưa cho mọi người coi cả. Cắt một miếng bìa sim cho nó bằng cái khe sim nha. Rồi. Mình đo cho bằng này luôn hả? Thí dụ mà cái máy mình xài cái sim nào thì đo bằng cái sim đó. Đây. Thí dụ khung này thì mình cắt bằng khung này. Còn khung bự hơn thì mình cắt bằng khung bự hơn. Còn cái máy xài khung nhỏ xíu siêu đây vậy đây thì mình cắt nhỏ xíu đây. Rồi bây giờ cái máy này thì em cắt bằng cái em sim cắt bự. Hả? Em cắt bằng cái khay đi. Em cắt một đoạn dài. Dài hẳn xuống luôn nha. Ok, rồi nhớ chỗ đó chưa? Cắt rồi. Mọi người xem video nhớ subscribe mình cho đủ 100.000 subscribe nha mọi người. Cho anh thức được nút bạc mọi người ơi. Cái mẹo này rất là hữu ích nha mọi người. Tại vì chưa chắc ai cũng đã biết. Ngày hôm nay là mình biết những gì là mình đem ra mình chỉ mấy mọi người hết. Rồi bằng chưa? Bằng rồi đó. Đó, bây giờ thử nhét vô thử là được chưa? Đây.
Nhớ nó bự hơn hay gì đó. À chắc mình phải vô nhỏ hơn chút tại vì cạnh này nè. Mình cắt cho nhỏ chút xíu đi. Đây. Đây mọi người. Xong mình mới đút vô. Đút vô cho nó cho nó cái sim ở trong nó bằng lại. Đây. Thì y gan như mình ở đây vậy nè. Đây. Cái sim nó chưa bằng phải không? Thì mình sẽ đút vô nè. Cho cái sim nó bằng lại. Đây, cho bằng cái đầu này với đầu này. Mọi người biết tại sao mới phải dùng miếng này không? Tại vì miếng này á với cái miếng này cho nó bằng nhau. Tại vì đút cái miếng này vô nè là nó sẽ đè những cái chấu này xuống nè. Cho nó bằng hết chưa? À, mới rút ra được. Vậy là phải cái miếng này mới được. Cái miếng này mới được, cái khung sim này mới được. Chính xác. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách lấy ra cho Nguyễn Như lấy ra nha. Em làm luôn hả? À, em làm luôn. Bây giờ mình sẽ có chai keo sắt. Mình nhỏ một chút xíu thôi. Một chút thôi nha. Xong cái mình sẽ thấm một chút xíu vô đầu này đây. Cái đầu bằng này đây ha. Đây, một chút thôi được các mọi người, không có nhiều nha. Đây. Đó. Đó, một chút thôi, rồi em nhét đúng vô cái đó. Đút vô. Cho dính vô. Để chút xíu. Rồi. À, đút vô và giữ nha mọi người. Đút vô giữ. Rồi, để đó được chút xíu đi. Rồi. Thì mọi người ơi, thì mình á là mình đút cái vô cái kiểu này đây. Rồi, nè. Cái ống sắt này phải không? Mình chấm vô chút xíu. Thì cái sim nó đang kẹt trong máy là nó kẹt cái kiểu này đây. Đây nè mọi người. À, cái sim nó đang kẹt là kẹt trong máy vậy ha. Bây giờ mình sẽ đút từ từ vô đây hai cái đã dính ngay nhau nè. Mình sẽ chờ cái ống sắt khô. Nè, khô đây nè. Xong mình sẽ rút rút từ từ mình rút được cái sim ra. Thấy không? Em hình dung được chưa? Mọi người hình dung được chưa mọi người? Rồi bây giờ em sẽ rút từ từ ra rồi lấy được cái sim ra. Nhẹ nhẹ ra. 1 2 3 từ từ. Từ từ. Nhẹ ra luôn. Ok. Thấy mọi người, đây. Đây nha mọi người, đây đã lấy được cái sim mới rồi, gắn lại thử rồi. Sim Việt Theo mới nãy nè. Gắn lại còn ăn không? Gắn lại còn ăn không? Đúng không mọi người? Thí dụ là bây giờ là mọi người bị kẹt sim. Một là cách làm thứ nhất á là đem ra tiệm liền. Thì người ta sẽ bung máy ra, người ta ăn khoảng 100 tới 200 ngàn. Còn mà mọi người ở nhà sửa lại hư ổ sim thì tốn 600-700 ngàn, 700-800 ngàn thay một ổ sim. Thử rồi nó không ra nữa. Nó thì nó hư ổ sim á. Thì bây giờ mình sẽ làm tại nhà luôn. Cái cách của mình. Mọi người thấy hay không ạ? Hay thì lại subscribe đăng ký kênh cho mình đi mọi người ơi. Ủng hộ kênh mình. Mình sẽ có những cái mà chia sẻ mọi người là hay hơn, hấp dẫn hơn cho mọi người cùng xem nha. Đang khởi động lại. Ok. Thử bây giờ mình sẽ gắn lại thử đây. Nó còn nhận không nha mọi người. Chắc cái sim mà cái hình cái nó như xương cá không, mà em không lấy cái miếng này vô mà em lấy miếng khác thì nó bị dày hơn ổ sim. Hoặc là lấy miếng mỏng hơn á thì nó không có đè được mấy cái chấu xuống. Mình đút vô đè xuống như nào. Đó, rồi xong mình rút ra. Cái mẹo này rất là đơn giản nhưng mà rất là hữu ích. Lấy hết tâm huyết của mình chia sẻ mọi nó người. Lên này nè mọi người. Đây nè mọi người. Đây xin về theo rõ ràng nha. Lên việc theo. Thôi, bây giờ mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha mọi người. Hướng dẫn mọi người một cái mẹo đơn giản vậy thôi, nhưng mà rất là hữu ích trong cuộc sống. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại clip sau nha.